Buổi số 7 hôm nay thì với chủ đề là chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng. Vâng, kính chào anh chị em đồng nghiệp mọi người nghe rõ không ạ? Giới thiệu với mọi người, tôi là tiến sĩ bác sĩ Cao Văn Tuân, trưởng phòng chỉ đạo tuyến của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Hôm nay thì theo sự phân công của bên nhóm giảng viên của cái đợt tập huấn giao hùng đầy sở này thì sáng hôm nay thì sẽ trao đổi với các anh chị về nội dung là chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân tâm thần tại cộng đồng. Nói về chăm sóc sức khỏe bệnh nhân tâm thần cộng đồng thì thực ra chủ đề hơi rộng, bởi vì sức khỏe tâm thần thì các bạn biết rồi, nó khá rộng, nó có khá nhiều lĩnh vực. Nhưng mà cái trọng tâm của cái lớp này ấy, chủ yếu là chúng ta là tập huấn cái này để làm sao hiểu và chúng ta gọi là quản lý và điều trị bệnh nhân tâm thần tại cộng đồng. Mà hiện bây giờ theo của chương trình ấy, cộng đồng chúng ta mới đi có ba cái bệnh thôi, đó là bệnh về tâm thần phân liệt, động kinh và trầm cảm. Cho nên là trong cái bài này thì giảng viên sẽ giới hạn một số về nội dung nhất định. Trong buổi sáng hôm nay thì cái tài liệu thì các anh chị cũng đã có rồi, cho nên giảng viên sẽ đi những cái nội dung cơ bản để các anh chị đọc tài liệu và chúng ta nắm được cái nội dung của vấn đề. Chủ yếu trong cái nội dung hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào vấn đề quản lý và điều trị người bệnh tâm thần tại cộng đồng. Các anh chị ghi cái số điện thoại của giảng viên là 0965165286 ấy, thì có thể trong quá trình sau này giảng hoặc trong quá trình sau này hoạt động các anh chị thắc mắc cái gì có thể là từ giảng viên có thể tư vấn được. Bởi vì bác sĩ Tuân thì cũng đã nhiều năm làm trong cái chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng, cho nên là cũng những cái vấn đề cốt lõi cũng nắm được. Sau này các anh chị có gì thắc mắc thì có thể hỏi theo số điện thoại 0965165286 thì có thể kết nối Zalo. Thế thì chúng ta cũng nhắc lại tại sao lại phải quản lý bệnh nhân tâm thần cộng đồng, thì đấy là một câu hỏi. Cái thứ hai nữa thì bây giờ chúng ta nói rồi cái sức khỏe tâm thần thì như trước cũng nói rồi, bây giờ theo Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã xác định rằng sức khỏe tâm thần nó có ba sức khỏe, nó có ba trụ cột là thể chất, tâm thần và xã hội. Đấy. Trong đó thì chúng ta nói rồi, tỷ lệ mắc các cái rối loạn tâm thần ngày càng gia tăng. Có thể nói năm ví dụ thống kê năm 2020 của Mỹ khoảng độ 21% người trưởng thành mắc ít nhất một rối loạn tâm thần, có thể nói gần như là một một phần năm là mắc rối loạn tâm thần, như thế là tỷ lệ khá cao. Thứ hai nữa chúng ta thấy rồi, môi trường xã hội, chúng ta thấy ngoài sức khỏe về thể chất đóng vai trò quan trọng thì môi trường xã hội cũng đóng vai trò quan trọng trong việc là nuôi dưỡng, duy trì và phòng bệnh sức khỏe của con người. Nó vẫn là nằm trong cái ba trụ cột là thể chất, tâm thần và xã hội. Cho nên là cái tỷ lệ mắc như vậy, cao như vậy thì nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần ở cộng đồng ngày càng đặc biệt, ngày càng quan trọng. Là bởi vì bây giờ theo thống kê tại Việt Nam chẳng hạn, thì theo điều tra dịch tễ của Việt Nam của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 tiến hành cái này điều tra khoảng năm 2001, thì chỉ riêng 10 rối loạn tâm thần thì tỷ lệ mắc 14,5%. Như thế các bạn thấy rằng là chỉ riêng 10, mà trong lúc theo bảng phân loại quốc tế ICD-10 ấy, các rối loạn tâm thần thì có hơn 300 mã bệnh mà chỉ riêng 10 rối loạn tâm thần mà đã 14,9%. Nói như vậy tức là có thể nói là tỷ lệ mắc rối loạn tâm thần ngày càng gia tăng, và tỷ lệ chúng ta thấy rằng như Mỹ khoảng độ 21%, và thậm chí người ta nói rằng nhiều cái nghiên cứu lên đến như thế đến 30% các cái mắc rối loạn tâm thần. Trong đó thì như Việt Nam chúng ta thì 14,9%, như thế cũng chẳng kém gì so với ở những cái nước đã phát triển đâu. Như vậy thì ở tại cộng đồng, tại sao lại chúng ta phải quản lý bệnh nhân tâm thần tại cộng đồng? Đấy, đó là câu hỏi đặt ra.
thì các bạn biết rồi, bệnh tâm thần hay rối loạn tâm thần thì bây giờ theo chúng ta được vào cái rối loạn bệnh không lây nhiễm theo cái đề án chăm sóc sức khỏe hay là chương trình dự án chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng trước đây, và theo 155 thì đưa cái rối loạn tâm thần vào các bệnh không lây nhiễm đấy. Và chúng ta thấy rồi, vì không lây nhiễm thì các bạn cũng đã quản lý bệnh nhân tâm thần tại cộng đồng, những cái bệnh nó rất chi là phổ biến như cao huyết áp, đái tháo đường, COPD vân vân, đây là bệnh lao, đấy là bệnh lây nhiễm. Thì nói như thế tức là chúng ta quản lý tại cộng đồng khá nhiều cái bệnh như thế, thì tại sao tâm thần lại phải quản lý tại cộng đồng? Một câu hỏi đặt ra như vậy là bởi vì thế này, tỷ lệ mắc cái rối loạn tâm thần thứ nhất nó cao, cho nên thứ hai nữa nó lại mang tính mãn tính. Ví dụ bệnh tâm thần phân liệt chúng ta gần như điều trị cả đời đấy, rồi bệnh động kinh chẳng hạn đấy, rồi bệnh những cái bệnh rối loạn trầm cảm tái diễn hay là trầm cảm về ở trong cái rối loạn cũng cực chẳng hạn, tỷ lệ mắc gần như là lâu dài. Thì như thế thì sau khi mà người bệnh được điều trị, phát hiện điều trị ở tại bệnh viện thì chúng ta biết rồi, rõ ràng bệnh viện thì chúng ta phải đưa về cộng đồng để tiếp tục quản lý và điều trị. Đấy. Thực tiễn là như các bạn thấy rằng là bệnh tâm thần phân liệt hay là động kinh hay là rối loạn trầm cảm đã đưa được về cộng đồng để điều trị như các bệnh không lây nhiễm. Thế thì tại cộng đồng thì chúng ta có ba cái trụ cột xung quanh người bệnh. Đây, người bệnh ở dưới đây thì chúng ta có thành phần y tế, rồi gia đình và xã hội, có ba cái môi trường này để mà can thiệp mà giúp cho người bệnh. Về y tế thì chúng ta có các cái tuyến như là bệnh viện chuyên khoa tâm thần đấy, ở trung ương thì có trung ương 1, trung ương 2, nên là có viện sức khỏe tâm thần bệnh viện Bạch Mai, thuộc bệnh viện Bạch Mai. Đấy, rồi có cái bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh. Đấy, nếu mà các tỉnh cũng có bệnh viện chuyên khoa ấy, thì chúng ta có cái thể là các cái khoa tâm thần trong bệnh viện đa khoa của tỉnh hay là trong các cái CDC. Đấy. Thế thì ở tuyến huyện thì chúng ta có điều trị ngoại trú ở tuyến huyện, rồi các bộ ở xuống tuyến xã thì chúng ta có các cái tuyến các cổng các cái nhân viên y tế, rồi cộng tác viên y tế thôn bản, rồi hệ thống y tế cần phải phối hợp với chính quyền, đoàn thể thanh niên, phụ nữ, rồi tập huấn gia đình. Có cái điều tí nữa thì thầy sẽ nói rằng ở tuyến y tế của chúng ta thì thông thường có bốn bốn cấp: trung ương, tuyến tỉnh, tuyến huyện và tuyến xã, phường. Thế thì ở dưới tuyến xã, phường thì được gọi là tuyến y tế cơ sở. Y tế cơ sở là thuộc tuyến huyện và tuyến xã, phường, và tuyến tỉnh và tuyến trung ương. Như thế chúng ta có bốn tuyến như thế. Thế thì tại sao ở trong chúng ta phải phối hợp các tuyến này với nhau? Ví dụ một cái bệnh nhân chúng ta được điều trị, được khám chẩn đoán điều trị ở cái tuyến tuyến tỉnh hay là tuyến trung ương, thường là bệnh viện tâm thần tỉnh hay là bệnh viện tâm thần trung ương, sau khi điều trị rồi thì phải đưa về tuyến y tế cơ sở để mà quản lý điều trị. Về gia đình thì chúng môi trường gia đình thì chúng ta biết rồi, cái ở Việt Nam của chúng ta thì còn đặc biệt quan trọng hơn so với những các nước khác. Gia đình có thể nói gần như là cái người là một cái bộ là một cái nơi mà người bệnh được sống ở đấy, được gia đình là phải có trách nhiệm đối với bệnh nhân, rồi như vấn đề như là gia đình quản lý thuốc, rồi cho đủ thuốc bệnh nhân đúng giờ, những thông tin kịp thời phát hiện tái phát bất thường, hướng dẫn cho cả công việc trong gia đình, lao động làm việc. Thì ở Việt Nam của chúng ở so với luật pháp ở các nước ấy, thì ở Việt Nam của chúng ta thì như các bạn biết rồi, theo cái định nghĩa là gia đình là tế bào xã hội. Đấy. Còn đối với những cái nước phát triển, luật pháp của nó là cá nhân là tế bào xã hội, cho nên mọi cái luật pháp đều xây dựng quanh cái về 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 cá nhân hết cả.
Nhưng còn Việt Nam của chúng ta thì trong cả cái đường lối chúng ta nói gia đình là tế bào của xã hội. Vậy thì gần như là lấy cái gia đình, các cái điều trị sau này chúng ta lấy cái gia đình làm nền tảng. Các cái cộng tác viên y tế thôn bản thì chúng ta biết rồi. Khi mà xuống đến tuyến xã thì cộng tác viên y tế thôn bản này chính là cả cái cánh tay nối dài của các cái của cái trạm y tế xã. Thế thì khi nào mà, bởi vì sao là cộng tác viên y tế thôn bản thường là những người họ sống trong cùng thôn xóm với người bệnh, cho nên là họ biết, họ hiểu rõ từng gia đình ở trong thôn xóm đấy. Khi mà có vấn đề gì thì họ để họ sẽ liên hệ với bên trạm y tế, trung tâm y tế hay là các cái bệnh viện trong tỉnh để mà phối hợp, hay là chúng ta giúp cho người bệnh cũng như gia đình người bệnh các cái điều chúng ta trước đây mới nói rằng là phục hồi chức năng tâm lý xã hội tại nhà, cũng như dựa vào cái cộng tác viên y tế thôn bản. Cộng tác viên y tế thôn bản không những là có vai trò là cánh tay nối dài ở trong cái vấn đề quản lý điều trị những cái bệnh không lây nhiễm, đặc biệt là các cái rối loạn tâm thần thì là rất chi là cần thiết. Các cái tổ chức đoàn thể cùng dân cư thì chúng ta biết rồi, đối với người bệnh có hai cái đặc điểm ở người bệnh tâm thần. Một là kỳ thị cái môi trường mà xã hội, chúng ta biết rằng một thời gian dài để mà người bệnh tâm thần bị kỳ thị. Cái thứ hai nữa là bản thân người bệnh tự ti. Đấy, họ cho rằng là mắc ngay cả cái trong rối loạn trầm cảm chẳng hạn, hay lo âu chẳng hạn, chứ chưa nói đến vấn đề như là động kinh hay tâm thần phân liệt, họ tự ti và mặc cảm. Chính hai cái này là cái mà cản trở nhất trong vấn đề mà chăm sóc quản lý người bệnh tâm thần tại cộng đồng, cũng như là làm cho bệnh nhân tâm thần cộng đồng hòa nhập với cộng đồng. Đấy, cái cho nên là các cái tổ chức đoàn thể cùng dân cư này, ví dụ như trước đây đặc biệt về cái tổ chức đoàn thể này để nó làm cho người bệnh nhân, tạo điều kiện cho người bệnh tham gia sinh hoạt tại cộng đồng, rồi cũng như là chính quyền, các cái cấp chính quyền chúng ta thấy rằng là cần phải tạo điều kiện để mà cho bệnh nhân có những cái công ăn việc làm, hay là có những cái ứng xử với người bệnh trong cộng đồng nó phù hợp. Đây là nói về các cấp chính quyền đấy. Ví dụ như là trước đây khi mà chúng tôi về ở các cái y tế xã, mà ngay ở trong các cái chương trình hoạt động của dự án ấy, thì bao giờ cái chăm sóc sức khỏe tâm thần này bao giờ cũng phải có sự tham gia của chính quyền. Ví dụ đặc biệt là của chính quyền ở cấp địa phương như là cấp xã chẳng hạn, thì khi mà trước đây hoạt động dự án có thì bao giờ thành phần xuống đến xã thì bao giờ cũng có một phó chủ tịch xã nằm ở trong cái thành phần là chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng đấy. Thì khi xuống cộng đồng bao giờ người được tập huấn đầu tiên trong với y tế của chúng ta đó là phó chủ tịch xã. Đấy, cùng với các cái trưởng thôn. Đấy, thì khi mà mình đi về để mà sàng lọc cũng như phát hiện những cái bệnh nhân xuống cộng đồng thì bao giờ cũng phải sự đồng ý của chính quyền cũng như trưởng thôn tạo điều kiện, cộng với các cộng tác viên y tế thôn bản. Thì hầu hết những người bệnh mà sau khi mình tập huấn thì bản thân là các cái trưởng thôn này, cộng tác viên y tế thôn bản này, rồi họ cũng đã chỉ định cho chúng ta những người bệnh, những người có nguy cơ mắc cái rối loạn tâm thần. Và lúc đấy thì nhân viên y tế của chúng ta, đặc biệt là các bác sĩ chuyên khoa chúng ta, chỉ có việc sàng lọc và khám và chẩn đoán những người bệnh này thôi. Đấy là điều rất thuận lợi. Ngoài ra thì chúng ta có các cái tổ chức phi chính phủ tham gia, thì ví dụ như là chúng ta nhờ cái đợt tập huấn này thì đó là vai trò của Tổ chức Y tế Thế giới, các cái tổ chức phi chính phủ họ tài trợ để chúng ta được có những cái đợt tập huấn đào tạo mà chúng ta hiện bây giờ đang được thụ hưởng đây. Vấn đề hòa nhập cộng đồng thì như lúc nãy thì cũng đã nói rồi. Bây giờ thì cái hòa nhập cộng đồng hay là phục hồi chức năng tâm lý xã hội ấy,
thì có thể vấn đề đây hiện bây giờ thì bên Bộ Lao động Thương binh Xã hội nó có cái 1929 đấy, thì cũng phối hợp bên y tế của chúng ta, đó là hoạt động phục hồi chức năng tâm thần cộng đồng. Thế thì trong cái này thì làm cho hai, như lúc này giảng viên nói đã có hai vấn đề cơ bản. Thứ nhất là vấn đề kỳ thị, cái thứ hai vấn đề tự ti của người bệnh. Kỳ thị của xã hội, tự ti của người bệnh làm hạn chế khả năng tái hòa nhập của cộng đồng. Và đặc biệt các cái hoạt động lao động nghề nghiệp này, các cái ở nước chúng ta thì chưa được nhiều lắm, nhưng mà ở nước ngoài, những nước phát triển thì bao giờ khi mà làm cho người bệnh thì có một cái gì nghề nghiệp, cái hoạt động cái gì đấy nghề mang tính nghề nghiệp và có thu nhập, thì làm cho người bệnh không phải là thụ động, mà người bệnh người ta cũng phải lao động, người ta có cái thu nhập chính đáng của người ta, thì từ đó người ta phải hòa nhập, từ từ tin vào bản thân của mình. Chứ còn hầu hết đối với triển khai mà cái hỗ trợ hòa nhập cộng đồng của thương binh xã hội ở Việt Nam chúng ta thì mới chủ yếu là trợ cấp về vấn đề tiền cho người bệnh thôi, chứ thực tế mà nói là để tạo điều kiện cho người bệnh lao động nghề nghiệp, cũng như là các cái trợ giúp về mặt tư pháp, cũng như các cái hoạt động khác như những nước phát triển thì chúng ta còn gặp nhiều khó khăn. Cũng nói qua cái hệ thống hoạt động chuyên môn. Hoạt động chuyên môn thì trong đó về chuyên ngành tâm thần thì chúng ta có trên là Bộ Y tế, thì dưới Bộ Y tế thì chỉ là trực thuộc Bộ Y tế, thì có Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 ở Hà Nội ở khu vực phía Bắc, và Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 ở phía Nam. Thế thì theo hoạt động chỉ đạo tuyến chuyên môn thì bao giờ cũng từ tuyến Trung ương 1 thì quản lý chỉ đạo từ các cái tuyến tỉnh từ Huế trở ra, và từ Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 thì từ Đà Nẵng trở vào Việt Nam. Thế thì Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 cũng làm đầu mối để mà báo cáo trực tiếp lên Bộ Y tế. Đấy, nói như vậy là về phía chuyên môn là có hai cái bệnh viện chuyên khoa đầu ngành trực thuộc Bộ Y tế. Còn dưới thì chúng ta biết rồi, có các cái bệnh viện tâm thần chuyên khoa ở tuyến tỉnh. Đấy. Dưới tuyến tỉnh thì chúng ta có cái chủ tuyến xã, tuyến huyện, tuyến xã, tuyến huyện và tuyến tỉnh và tuyến trung ương. Để phân cấp về hoạt động y tế của chúng ta nó có 4 cấp như vậy. Tại sao các bạn lại phải học cái nội dung này? Là bởi vì thế này, trước đây ấy, cái chương trình mà chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng ấy, thì nó có cái quốc gia ấy, thì chúng ta có từ năm một tâm thần thì chúng ta có từ năm 1999 chúng ta đã quản lý được cái bệnh nhân tâm thần phân liệt, bệnh nhân động kinh, và trong khoảng độ thời gian gần đây thì chúng ta đưa cái bệnh nhân trầm cảm vào. Thế thì cái chương trình đến năm 10 giai đoạn 16-20 thì chúng ta đã hết chương trình rồi. Thì tất cả những cái bệnh nhân mà chúng ta đã được quản lý tại bệnh nhân tâm thần cộng đồng ấy thì bây giờ được quản lý như thế nào? Thì cái quyết định 155 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành vào giai đoạn 22-25, mà hiện bây giờ chúng ta đang thực hiện giai đoạn 25 ấy, thì chúng ta đưa những cái hoạt động trước đây mà chúng ta thực hiện thì đưa vào thành nhiệm vụ thường xuyên. Đấy, nhiệm vụ thường xuyên nghĩa là bây giờ thế này, thành nhiệm vụ thường xuyên của địa phương ở đây hiểu như thế là ở tuyến tỉnh. Đấy, những cái bệnh nhân tâm thần ở đây trước đây bây giờ chúng ta đã khám phát hiện, những khám phát hiện mới, được phát hiện cũ, được quản đang quản lý điều trị thì thành nhiệm vụ thường xuyên, chứ không phải theo cái ban bệ như là hoạt động dự án chương trình trước đây nữa. Đúng ra thì cái này thì đã đưa vào năm 21, là bởi vì 20 hết thì 21 3, nhưng bởi vì chúng ta mình cuối 19 chúng ta gặp cái Covid, thành ra là dịch Covid thì mãi đến 21 rồi đến 22 thì chúng ta mới ra được cái quyết định 155 của Thủ tướng Chính phủ đưa cái nhiệm vụ thường xuyên của các cái bệnh không lây nhiễm cũng như là rối loạn tâm thần
về cho địa phương. Nói như vậy thì bây giờ nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần hay là quản lý bệnh nhân tâm thần tại cộng đồng bây giờ không phải là nhiệm vụ của trung ương nữa mà thành cái nhiệm vụ thường xuyên của địa phương. Như thế thì tuyến địa phương ở đây là tuyến tỉnh thành phố ấy, là phải chủ động để mà xây dựng cái kế hoạch chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng của của cái địa phương đấy. Song song với quyết định 155 ấy thì chúng ta có thông tư 17 năm 22 ấy, có hiệu lực từ 15 tháng 2 năm 2023 ấy, thì chúng ta đã như thế là có hiệu lực từ đầu năm nay rồi. Thì thông tư 17 này giao cho nhiệm vụ cụ thể hơn nữa, giao cho nhiệm vụ quản lý bệnh nhân tâm thần cộng đồng hay chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng ấy, cho thì tuyến địa phương là từ tuyến y tế cơ sở đây là tuyến huyện và tuyến xã phường. Thì chúng ta hiện bây giờ chúng ta có một số nơi là một trung tâm hai chức năng đấy, là chữa bệnh với phòng bệnh, thì có những một số nơi thì chỉ có phòng bệnh và chữa bệnh riêng, thì bây giờ giao cho nhiệm vụ y tế cơ sở. Thế thì trong cái nhiệm vụ của phòng khám sức khỏe tâm thần hay trạm y tế xã phường thì theo theo cái thông tư 17 này ấy, thì cái gì vấn đề khám chữa bệnh tâm thần theo hình thức ngoại trú ban ngày hay là thăm khám ấy, thì có cái gì, có những cái hoạt động như này này: cấp cứu hồi sức này, khám bệnh chữa bệnh tâm thần này, thực hiện các cái liệu pháp tâm lý trị liệu, hoạt động trị liệu này, tư vấn về nâng cao sức khỏe tâm thần này, dự phòng các rối loạn hướng nghề nghiệp xã hội cho người bệnh tâm thần, triển khai hoạt động chăm sóc sức khỏe theo quy định. Như thế theo thông tư 17 này thì có thể nói rằng là các cái nhiệm vụ về quản lý chăm sóc hay là dự phòng các cái rối loạn tâm thần này này là bây giờ trách nhiệm của cái y tế cơ sở, và đặc biệt là trạm y tế xã phường ấy. Như thế thì khi mà còn dự án ấy, thì trạm y tế xã phường của chúng ta chỉ có việc được lĩnh thuốc, cấp phát thuốc miễn phí thôi, còn vấn đề các làm các cái kế hoạch tất cả các thứ ấy, thì là ở tuyến trên họ làm, tuyến trung ương làm, phân về tuyến tỉnh, tỉnh xuống tuyến huyện, tuyến xã phường. Thì cứ bây giờ ngược lại, nếu mà theo thông tư 17 này thì ở cái y tế cơ sở phải chủ động để mà xây dựng kế hoạch quản lý hay là điều trị, duy trì tất cả các cái hoạt động chăm sóc. Cũng nói rõ với các bạn là thế này: trong cái hoạt động mà quản lý bệnh nhân tâm thần cộng đồng ấy, hay là phòng dự phòng các cái chăm sóc các cái bệnh nhân tâm thần tại cộng đồng ấy, theo trước đây theo hoạt động dự án này có 5 cái nội dung. Thứ nhất, một là truyền thông. Chúng ta thấy rồi, truyền thông ở rất tất cả các cấp đều có truyền thông, ví dụ là ở xã phường, rồi tuyến huyện, rồi tuyến tỉnh, rồi tuyến trung ương. Hiện bây giờ truyền thông như thể tuyến trung ương sẽ xây dựng các cái truyền thông ở trên VOV, rồi là trên VT1, rồi là thậm chí là trên trong cả cái báo chí này, rồi loa đài, rồi các cái buổi phát thanh vân vân. Ở tuyến tỉnh thì chúng ta có truyền hình tỉnh vân vân. Như thế thì bây giờ ở dưới các cái địa phương như thế này, theo 5 cái nội dung: một là truyền thông, cái thứ hai nữa là sàng lọc phát hiện sớm, cái thứ ba nữa là chẩn đoán và điều trị quản lý tại cộng đồng, cái thứ tư nữa là các cái hoạt động về tập huấn nâng cao các cái kiến thức. Đấy. Cái thứ năm nữa là kiểm tra giám sát. Như thế thì trước đây cái hoạt động của dự án nó có 5 cái nội dung như vậy. Để nhắc lại các bạn: một là truyền thông, hai nữa là sàng lọc phát hiện sớm, cái thứ ba nữa là khám chẩn đoán và điều trị, đấy, đưa vào quản lý bệnh nhân cộng đồng đầu, cái thứ tư nữa là cái tập huấn nâng cao, cái thứ năm nữa là kiểm tra giám sát, tất nhiên còn một nội dung nữa là khen thưởng, nội dung những cái nào thực hiện tốt đề xuất khen thưởng vân vân. Như thế thì chúng ta thấy rồi, nếu mà theo cái thông tư 17 như 155 này thì bây giờ nhiệm vụ của các bạn ở tuyến trạm y tế xã là đã làm được các cái chức năng như vậy. Nói như thế, nhưng mà quả thực là nếu mà giao theo thông tư 17 này mà giao cho trạm y tế xã thì có thể nói rằng vấn đề
khám chữa bệnh tâm thần liệu có được hay không, đấy, hay là thực hiện các cái liệu pháp tâm lý, hoạt động trị liệu ngôn ngữ, vân 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 vân, là rồi các cái tư vấn nâng cao về sức khỏe tâm thần, dự phòng các rối loạn hướng nghiệp xã hội cho người bệnh, vân vân. Có thể nói rằng khi mình giao thì giao nhiệm vụ như thế, nhưng mà quả thực mà triển khai theo thông tư 17 này thì nhiều nơi có thể nói chưa thực hiện được. Thế thì trước đây ấy, thì chúng ta thấy là các cái bệnh nhân các bạn đang quản lý ở tại hiện bây giờ, thì những cái bệnh nhân này thứ nhất là tâm thần phân liệt hay động kinh hay là trầm cảm đều do các cái tuyến trên, các cái bác sĩ chuyên khoa. Sau khi có hai trường hợp, một là đã điều trị ở nội trú ở bệnh viện tâm thần tuyến tỉnh rồi, xong đó đưa hồ sơ về quản lý ở tuyến xã phường và cấp thuốc theo chỉ định của cái bác sĩ chuyên khoa. Cái thứ hai nữa là thuốc thì được phát cấp thuốc miễn phí. Còn bây giờ sang cái giai đoạn này thì vừa rồi qua kiểm tra giám sát trong hệ thống đó, thì chúng ta thấy rằng nhiều nơi cũng đã chuyển cái khám này, cái quản lý điều trị bệnh nhân tâm thần cộng đồng, thì hiện bây giờ có hai hình thức. Một là theo bảo hiểm y tế, mà muốn khám bằng bảo hiểm y tế thì các bạn lại phải liên quan đến các cái chứng chỉ hành nghề để đấy. Thế thì để khám bảo hiểm y tế theo chứng chỉ hành nghề thì có thể nói rằng nếu ở dưới tuyến y tế cơ sở thì hầu như là không có bác sĩ chuyên khoa, cái đấy là y tế cơ sở, là tuyến huyện, tuyến xã, phường, mà chủ yếu là các bác sĩ đa khoa, đó là làm ở các cái trạm y tế xã, phường hay là cũng các cái trung tâm y tế huyện cũng vậy, hay là bệnh viện đa khoa tuyến huyện. Vậy thì theo thông tư 35 đấy thì cho phép các cái bác sĩ đa khoa này này cũng như các bạn ấy ở các cái tuyến y tế cơ sở ấy, thì các bác sĩ đa khoa được tham dự các cái lớp tập huấn cấp các cái chứng chỉ tập huấn. Ví dụ như các bạn được tập huấn sau cái đợt này này, các bạn được thì trong thông tư 35 cũng nói rõ, tức là giao cho lãnh đạo y tế, do cho thủ trưởng đơn vị, ví dụ như là các cái giám đốc của cái trung tâm y tế huyện hai chức năng chẳng hạn, hay là bệnh viện đa khoa huyện, hay là về về lãnh đạo cơ sở, thì là cho phép các cái bác sĩ ra quyết định cho các cái bác sĩ đa khoa như các bạn đã được tập huấn các cái nội dung về chuyên môn đấy, thì được khám bảo hiểm y tế đấy. Như thế thì sau khi này thì các bạn qua những cái lớp như thế này thì các cái thủ trưởng đơn vị cho phép theo thông tư 35 ấy, thì được khám bệnh kê đơn về các cái nội dung được tập huấn, ví dụ như bây giờ tâm thần phân liệt, động kinh hay là trầm cảm cộng đồng chẳng hạn, thì được khám bảo hiểm y tế. Đấy là một cái mô hình mà nhiều nơi đã được chuyển sang như vậy rồi. Một cái mô hình nữa là khi chưa khám được bảo hiểm về theo bảo hiểm y tế thì vẫn theo cái mô hình trước đây, tức là vẫn là chỉ mình tuyển trên là mình dự kiến về đấu thầu về thuốc và xuống vẫn cấp phát thuốc miễn phí đấy. Thế thì cấp phát thuốc miễn phí xuống theo mô hình vẫn duy trì theo mô hình trước đây đấy. Nhưng mà bây giờ thì trước đây ấy, nó có một cái vấn đề đặt ra. Trước đây khi hoạt động dự án còn ấy, thì nó có một ít về kinh phí để hỗ trợ cho tuyển xã phường này, một ít kinh phí ví dụ như cho cộng tác viên y tế thôn bản, rồi cho trạm y tế cấp phát thuốc. Nhưng mà bây giờ rõ ràng dự án hết rồi thì thông tư 26 nó cũng hết hiệu lực. Thế thì bây giờ vừa rồi thì đi kiểm tra giám sát các tỉnh thì bắt đầu chúng ta thấy quản lý nhiều bệnh nhân tâm thần theo cái này, mà nếu như chúng ta làm không tốt thì làm cả cái tuyến xã phường vừa quản lý nhiều bệnh nhân tâm thần mà lại không được cái gì thêm về 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 kinh phí cả, thì cũng là không phù hợp. Thế thì như thế thì khi mà mình khám bảo hiểm y tế thì mỗi một lần các bạn ghi bệnh án, kê đơn, kê thuốc ở trong bệnh án thì coi như một lần khám bảo hiểm y tế, thì theo tôi biết thì được mỗi một lần như thế được 30.000. Như thế thì chúng ta quản lý được nhiều bệnh nhân, chúng ta được kinh phí càng lên, giống như là khám bảo hiểm y tế các cái bệnh khác. Một vấn đề nữa, nếu trường hợp chúng ta chưa được khám bảo hiểm y tế thì bây giờ làm sao cả cái tuyến
ở ở địa phương ấy phải xây dựng kinh phí để mà hỗ trợ cho cái trạm y tế xã hay là tại trung tâm y tế huyện, những cái được hưởng hỗ trợ một tháng ví dụ 150.000 chẳng hạn, để cho một vấn đề cấp thuốc cho bệnh nhân tâm thần tại cộng đồng hiện giờ các bạn đang quản lý điều trị. Đấy. Như thế thì như thế thì có hai nội dung, lý do là bởi vì vẫn thực hiện theo nhiệm vụ thường xuyên, mà nhiệm vụ thường xuyên trước đấy như thế bây giờ thì theo cái kinh phí như thế này thì chủ yếu do ủy ban quyết định. Như thế thì sau khi mình làm các cái kế hoạch và đề nghị hỗ trợ kinh phí như thế thì cái này hỗ trợ kinh phí vẫn là do quyết định địa phương. Lý do thì trước đây thì có kinh phí của trung ương, khi còn dự án thì kinh phí trung ương phối hợp với kinh phí của địa phương nó vẫn là ngân sách nhà nước đấy, thì kể cả khám bảo hiểm về bảo hiểm thì nó vẫn là thuộc về ngân sách nhà nước cả. Thế thì mình cứ xây dựng cái này thì bây giờ do chủ động ở dưới tuyến địa phương chủ động để mà xin cái kinh phí này cho các cái trạm y tế xã trong vấn đề quản lý bệnh nhân tâm thần tại cộng đồng. Như thế thì vẫn theo cái quản lý bệnh nhân tâm thần cộng đồng thì chúng ta biết rồi, khi người bệnh có bệnh nhân được quản lý thì có hai hình thức. Một, phần lớn trước đây thì các cái bệnh nhân điều trị ở nội trú rồi thì mình đưa xuống tuyến quản lý tại trạm y tế xã phối hợp với trung tâm y tế huyện để mà chúng ta vào sổ sách quản lý theo dõi. Thông thường ví dụ như là một trạm y tế quản lý ví dụ như là 10 bệnh nhân tâm thần phân liệt hay là 20 bệnh nhân động kinh chẳng hạn, hay là 10 bệnh nhân trầm cảm nữa, thì trạm y tế sẽ xây dựng cái thuốc của từng bệnh nhân là được các bác sĩ chuyên khoa chỉ định rồi, phác đồ cho rồi, thì thống kê số lượng thuốc lên trung tâm y tế huyện, trung tâm y tế huyện sẽ có trách nhiệm giao thuốc hàng tháng xuống cho các cái tuyến địa phương để quản lý bệnh nhân tâm thần tại cộng đồng. Thế thì chúng ta biết rồi, hiện bây giờ vừa rồi qua quản lý giám sát thì chúng ta chuyển giai đoạn, thì hiện bây giờ nó cũng có một số vướng mắc, ví dụ như là hồ sơ quản lý người bệnh được ghi chép đầy đủ chính xác thông tin trong quá trình bệnh nhân, ví dụ và thứ nhất là hồ sơ được quản lý bảo mật theo y tế cơ sở. Chúng ta thấy rồi, trước đây ấy thì chúng ta vẫn đang làm theo cái mẫu hồ sơ bệnh án của hoạt động của các dự án. Bây giờ nếu như chúng ta chuyển sang bảo hiểm y tế thì chúng ta phải chuyển tất cả các cái hồ sơ này này theo mẫu của bảo hiểm y tế. Thì trước đấy khi hoạt động dự án thì về cơ bản chúng ta cũng lấy cái mẫu bệnh án của nội trú, thì chúng ta cũng sẽ đưa thêm một số chưa trên cái bệnh án, như thế chúng ta xây dựng một hồ sơ bệnh án của cái chương trình. Nhưng mà trong cái mẫu hồ sơ bệnh án của cái để được bảo hiểm y tế chi trả ấy, thì phải theo cả cái bởi vì trước đấy chúng ta không có cái trong mẫu hồ sơ này chúng ta không có cái thẻ bảo hiểm bệnh nhân y tế của bệnh nhân vân vân, rồi các cái chứng số chứng minh thư đấy, những cái thông tin như thế, thì để mà chuyển theo quy định trước đây mà chuyển sang mẫu hồ sơ bảo hiểm y tế thì chúng ta tất cả các hồ sơ quản lý bệnh nhân trước đây chúng ta phải chuyển sang mẫu hồ sơ mới. Như thế thì nói lại là chúng ta đối với những cơ sở mà có khả năng khám bảo hiểm y tế thì chúng ta dần dần chúng ta sẽ chuyển sang mẫu hồ sơ bảo hiểm y tế và quản lý chưa hồ sơ mẫu hồ sơ bảo hiểm y tế này thì chúng ta biết rồi, quản lý mẫu hồ sơ này theo quy định thì tất cả những cái hoạt động mà khám chữa bệnh này ở tại dù có nội trú hay ngoại trú chúng ta vẫn phải theo theo luật khám chữa bệnh. Nên chúng ta không ví dụ mỗi một lần cho thuốc ở trong cái đối với bệnh nhân ở cộng đồng ấy thì chúng ta theo cái thông tư theo cái 05 này rồi hay là theo cái những cái quy định mới nhất thì chúng ta cho phép cho phép bác sĩ chúng ta kê đơn thuốc không quá 30 ngày, nghĩa là bình thường bệnh nhân mà ổn định rồi thuốc không thay đổi mà thì chúng ta có thể kê 30 ngày như các cái bệnh khác đấy, nhưng mà nghĩa là chúng ta không được kê quá 30 ngày. Nhưng vừa rồi thì qua kiểm tra giám sát thì nhiều nơi họ chỉ cho 15 ngày một. Trước đây ấy, thời kỳ đầu của cái
của cái dự án thì chúng ta chỉ có cho phép 15 ngày một tháng kê 2 lần, nhưng hiện bây giờ thì cho phép chúng ta kê một tháng 1 lần. Cái này là do quyền của bác sĩ đấy, bởi vì theo thông tư 05 thì cho phép kê đơn người chú những cái bệnh mãn tính dài ngày thì cho phép chúng ta kê không quá 30 ngày, nghĩa là chúng ta có thể kê tối đa 30 ngày để là thuận lợi cho người bệnh. Cũng như là ở bảo hiểm y tế nhiều nơi thì họ cũng kêu là mỗi một lần khám theo bảo hiểm y tế 1 tháng 2 lần, thì rõ ràng là bảo hiểm y tế họ cũng thấy rằng nếu mà kê 2 lần như thế thì cũng tốn kém tiền, họ cũng phản ánh. Thì như thế thì tùy theo quy định thì chúng ta cho phép kê 30 ngày, nhưng mà không quá 30 ngày, nghĩa là có tùy. Ví dụ như bác sĩ thấy rằng bệnh nhân này cần phải theo dõi trong vòng 15 ngày chẳng hạn thì chỉ kê 15 ngày hay 10 ngày, kê 10 ngày để hẹn bệnh nhân khám lại sau. Cái này là cho bác sĩ quy định quyền của bác sĩ. Thế thì như thế thì tóm lại về vấn đề quản lý bệnh nhân, quản lý và chăm sóc bệnh nhân tâm thần tại cộng đồng, chúng ta có mấy cái nội dung cơ bản mà chúng ta cần phải nắm rõ. Thứ nhất là trước đây là được hoạt động dự án thì vấn đề tài chính, rồi những cái cấp thuốc được miễn phí, rồi các cái chức trách nhiệm vụ của từng các cấp thì cũng đã rất là rõ. Ví dụ như là ở trung ương thì khi mà thủ tướng ra một cái quyết định về một cái chương trình dự án thì bao giờ cũng có ở cấp bộ y tế thì thường cũng phải có một thứ trưởng, xuống đến ủy ban thì có phó chủ tịch tỉnh, xuống đến tuyến xã thì có phó chủ tịch xã. Và chúng ta thấy rồi, về chuyên môn thì ở trên tuyến tuyến tỉnh, tuyến trung ương, xuống tuyến tỉnh, tuyến huyện, và tuyến xã phường thì có cái gọi là các cái chuyên trách đấy. Ở trung tâm y tế huyện thì có các cái chuyên trách rồi về tâm thần, đây là bây giờ xuống cái trạm y tế xã thì bao giờ cũng có cái các cái chuyên trách về về tâm thần. Thì đấy là chúng ta đã có cả đủ ban bệ như vậy. Nhưng bây giờ sang cái khám bảo hiểm y tế thì bây giờ theo thông tư 17 thì lại giao cho nhiệm vụ y tế cơ sở rồi. Thì như thế thì bây giờ các cái khi chúng ta học xong cái này thì chúng ta thấy bây giờ ví dụ trạm y tế xã của chúng ta hiện bây giờ đang quản lý có 5 cái hoạt động như vậy, thì chúng ta truyền thông như thế nào, chúng ta sàng lọc ra làm sao, chúng ta điều trị duy trì như thế nào, chúng ta phục hồi chức năng ra, chúng ta được tập huấn như thế nào. Ví dụ như chỗ đang tuyển y tế cơ sở chúng ta có nhu cầu tập huấn, chúng ta xây dựng đề nghị tuyển trên, tuyển huyện hay là tuyển trung ương, tuyển tỉnh hay là tuyển trung ương, về tập huấn nâng cao kiến thức về 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 chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng đấy. Thì tự nhiên là trong cái đó chúng ta xây dựng kế hoạch để có cái kinh phí về khám về về khám sàng lọc phát hiện, kinh phí về thuốc, kinh phí về tập huấn, kinh phí về kiểm tra giám sát đấy. Và thậm chí là chúng ta có cái sơ kết tổng kết để mà thi đua khen thưởng. Trước đây mà chương trình còn thì ở trên tuyển trung ương bao giờ cũng sẽ để một cái kinh phí để mà khen thưởng các cái địa phương cấp tỉnh cũng như các cái cấp huyện, rồi các cái bác sĩ y sĩ hay là các cái tuyến dưới thì đề nghị cấp giấy khen hay bằng khen. Thì bao giờ cũng có kinh phí như vậy. Còn bây giờ thì các cái thi đua khen thưởng thì bây giờ giao cho địa phương hết rồi. Đấy, thì như thế chúng ta cũng sẽ đề xuất để mà địa phương ở đây là bên chỗ sở y tế, rồi bên chỗ giám đốc các cái bệnh viện, rồi vấn đề bên ủy ban đấy, để mà khen thưởng những cái người có hoạt động. Thì rõ ràng cái bây giờ chúng ta chuyển sang một cái giai đoạn mới. Hiện bây giờ chúng ta đang đang triển khai là chăm sóc sức khỏe bệnh nhân tâm thần tại cộng đồng sang cái giai đoạn mới, đó là giai đoạn 2022-2025 mà chúng ta đang triển khai. Thì chúng ta dựa trên cái thông tư 155 và thông tư 17/155 của Thủ tướng Chính phủ ấy, là chuyển những cái hoạt động trước đây sang nhiệm vụ thường xuyên của địa phương. Địa phương ở đây là tuyến tỉnh ấy. Rồi cái thông tư 17 thì giao cái nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng cũng như các bệnh không lây nhiễm rồi giao cho y tế cơ sở.
Đấy. Thì bây giờ ví dụ y tế cơ sở mà muốn khám chữa bệnh tâm thần được thì chúng ta dựa trên nhu cầu như thế chúng ta xây dựng, chúng ta cần phải tổ chức các cái lớp tập huấn để mà cấp các cái chứng chỉ tập huấn đào tạo liên tục chẳng hạn, để mà đảm bảo làm sao năng lực của các cái nhân viên y tế của tuyến địa phương này, ví dụ như là trạm y tế xã này, trung tâm y tế huyện này, rồi các cái bệnh viện đa khoa này, để mà thực hiện được cái nhiệm vụ khám chữa bệnh tâm thần theo cái thông tư 35 chẳng hạn. Đấy. Thì như thế thì dựa trên cơ sở được tập huấn như thế này thì lãnh đạo đơn vị, thủ trưởng đơn vị ra thì quyết định là một bác sĩ A chẳng hạn, bác sĩ là đang quản lý ở xã chẳng hạn, thì bác sĩ đa khoa được tập huấn đấy, ví dụ như nội dung quản lý bệnh nhân tâm thần cộng đồng đấy, như các bạn đang tập huấn đây này, sau khi các có cái này cái thì các bạn sẽ được lãnh đạo đơn vị ra quyết định là được khám rồi kê đơn rồi chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng, và lúc đấy thì sẽ được bảo hiểm y tế họ sẽ chi trả. À, nói như thế thì bây giờ các cái hoạt động bây giờ là giao cho nhiệm vụ thường xuyên, giao cho tuyến địa phương rồi. Còn nếu khó khăn về tuyến trung ương, ví dụ như là các bạn này thì dựa trên cái này thì khu cũng tổ chức chúng ta một cái kinh phí để chúng ta tập huấn các cái lớp này cho các cái tuyến ở tuyến tỉnh, rồi tuyến bệnh viện các bác sĩ đa khoa tuyến huyện, cũng như các bác sĩ cũng như nhân viên y tế ở các cái cộng đồng mà chúng ta hiện đang được tập huấn đây. Sau các cái lớp tập huấn như thế này các bạn sẽ được cấp các cái chứng chỉ, và dựa trên các cái chứng chỉ như vậy thì lãnh đạo đơn vị sẽ ra quyết định cho các bạn được phép đấy, khám chữa bệnh tâm thần chẳng hạn đấy, dựa trên thông tư 35 của Bộ Y tế ban hành, thì như thế là các bạn sẽ được khám chữa bệnh tâm thần và bảo hiểm y tế họ sẽ chi trả. Như thế thì bây giờ thì giao cho nhiệm vụ thường xuyên là như vậy. Có một cái điều là hầu hết là các cái tuyến y tế cơ sở cũng chưa nắm bắt được về mặt pháp lý để chúng ta làm được cái nhiệm vụ như thế này, chúng ta cần phải được tập huấn về chuyên môn, chúng ta về mặt pháp lý chúng ta cần được phải 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 có các cái ban hành các cái quyết định để cho phép chúng ta quản lý bệnh nhân tâm thần cộng đồng, được phép quản lý bệnh nhân cộng đồng. Thế thì khi mà chuyển sang hoạt động như vậy, ví dụ ở Lao thì hiện bây giờ chủ yếu, ví dụ chương trình Lao thì chủ yếu bây giờ khám bảo hiểm y tế hết rồi. Đấy. Chứ còn đối với tâm thần hiện bây giờ đang khó khăn ở trong vấn đề triển khai khám bảo hiểm y tế, thì khám bảo hiểm y tế thì chúng ta đang còn được những cái lớp tập huấn như thế này, và cả chúng ta giao các cái quyết định khác. Có một cái điều hiện bây giờ cái mạng lưới về chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng ấy ở cái tuyến y tế cơ sở hiện bây giờ chúng ta còn trống, nhưng mà theo cái đề án nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe tâm thần của sắp tới thì đang xây dựng, Bộ Y tế đang xây dựng, và nếu mà nhanh nhất thì có thể cuối năm nay có thể được phê duyệt. Thì trong đó giao cho tuyến y tế cơ sở, đây là tuyến bệnh viện đa khoa tuyến huyện ấy, là phải có một cái phòng khám về tâm thần và có bác sĩ chuyên khoa tâm thần. Đấy. Thì ở mỗi tuyến huyện đã có bác sĩ chuyên khoa tâm thần thì có một đơn nguyên tâm thần rồi, thì chức năng của cái bác sĩ này thứ nhất là giải quyết những cái vấn đề về tâm thần ở trong bệnh viện đa khoa, cái thứ hai nữa nó cũng là hạt nhân nòng cốt để mà quản lý bệnh nhân tâm thần tại cộng đồng. Như thế thì khi mà một cái bệnh nhân ở ví dụ một cái bệnh nhân ở trên cái đã được quản lý bệnh nhân được được quản lý ở tuyến xã các bạn đang quản lý ấy, ví dụ bệnh nhân phân liệt hay là đồng kinh trầm cảm, được quản lý, được lập hồ sơ bệnh án, được quản lý, được cho thuốc hàng ngày, thì được theo dõi bởi thứ nhất là ở dưới thôn xóm ấy, thì chúng ta có các cái tổng quản viên y tế thôn bản, rồi vấn đề các cái người nhà gia đình, rồi thậm chí là các cái đoàn thể. Khi mà bệnh nhân có biểu hiện tái phát chẳng hạn, chúng ta thấy rồi, đối với ví dụ tâm thần phân liệt, như những cái bệnh nhân mà có hành vi nguy hiểm không những đối với bản thân mà đối với xã hội, thường bao giờ những bệnh nhân gây rối, thì các cái cấp chính quyền phải tham gia, ví dụ như một bệnh nhân mà kích động gây rối ở dưới thì bao giờ cũng phải có cấp chính quyền tham gia, rồi chứ những có cái biểu hiện tái phát thì chúng ta
công tác viên y tế thôn bản gia đình, thậm chí là các cái đoàn thể dưới họ phản ánh lên, thì bao giờ công tác viên y tế thôn bản cũng là việc cánh tay nối dài báo cáo lên trạm y tế xã. Trạm y tế xã thì lại báo cáo lên chỗ liên hệ với bác sĩ chuyên khoa chuyên sách ở tuyến tuyến tỉnh và tuyến huyện và trực tiếp các bạn, thì thấy rằng bệnh nhân này cần phải điều chỉnh thuốc hay không, hay là cần phải có vấn đề gì vượt tuyến cần phải nhập viện hay không. Đấy. Thế thì rõ ràng chúng ta cần phải kết nối giữa các tuyến lại với nhau, và chúng ta cần có các cái công tác viên ở dưới để mà hỗ trợ, để mà can thiệp với bệnh nhân kịp thời. Đấy. Thế thì rõ ràng một cái bệnh nhân mà chúng ta thứ nhất phải đảm bảo đủ thuốc thì mình duy trì, mình dự phòng được, nó không tái phát được. Quá trình điều trị chúng ta thấy rồi, bệnh nhân tâm thần thì mỗi một bệnh nó có những cái giai đoạn khác nhau. Đấy, nó thậm chí có thể thay đổi những cái chuẩn đoán, có thể phải thay đổi chuyển đổi phác đồ thuốc, có thể thay đổi thế này thế kia. Rõ ràng chúng ta quản lý bệnh nhân tâm thần thực chất là chúng ta đang điều trị người chú, thì chúng ta phải điều trị, phải có theo dõi. Thậm chí là bây giờ lâu bây giờ theo hoạt động dự án thì chúng ta quên mất một cái vấn đề là theo dõi điều trị bệnh nhân ở cộng đồng ấy. Thì hầu hết những cái bệnh nhân điều trị như những cái thuốc như là thuốc kháng đồng kinh, hay là thuốc chống trầm cảm, hay là thuốc về an thần kinh chẳng hạn, thì các bạn biết rồi, những cái thuốc để bao giờ cũng ảnh hưởng đến vấn đề chức năng gan, vấn đề chuyển hóa. Thế thì rõ ràng là lâu theo hoạt động dự án trước đây chúng ta chỉ cho mỗi thuốc chuyên khoa, cho nên nhiều bệnh nhân bị rối loạn chuyển hóa, thì làm cho bệnh nhân khó điều trị hơn, làm cho bệnh nhân có thể sa sút, và bệnh nhân đấy nó cũng không tốt. Thì đòi hỏi ngoài đấy thì mình phải đưa vào khám những cái bệnh nhân, thứ nhất phải theo dõi, thì đoàn phải xét nghiệm định kỳ xem chức năng gan thế nào, ảnh hưởng đến huyết học sinh hoạt đã làm sao, rồi để mà kịp thời điều trị những cái bệnh cơ thể khác nữa. Thì rõ ràng là cái này đưa vào cái bệnh viện đa khoa chúng ta, tâm thần nó là một cái nội khoa, nó nằm trong cả cái bệnh không lây nhiễm thì cũng giống như các cái bệnh khác thôi, nhưng mà nó chỉ khác các cái bệnh khác là ví dụ như cao huyết áp, đái tháo đường, người bệnh ý thức được cái vấn đề mình bị bệnh, để mà khi nào cần người ta biết được, để mà người ta chủ động đi đến bác sĩ. Còn đối với bệnh nhân tâm thần cũng khi gây rối cái gì đấy thì đòi hỏi nó đặc biệt, người bệnh lại không ý thức được cái vấn đề của mình bị bệnh, hay thậm chí tái phát người bệnh cũng không biết được, cho nên cái giờ cần sự tham gia của cộng đồng, cả cái công tác viên y tế thôn bản, của các cái gia đình. Như thế thì rõ ràng mình phải truyền thông, mình tập vận cho gia đình nhận biết như thế này là bệnh nhân có biểu hiện tái phát đấy. Ví dụ như bệnh nhân đang mất ngủ, bệnh nhân gây rối, hay là bệnh nhân có những cái hành vi kỳ lạ chẳng hạn, trong đó phân liệt vân vân, hay là kể cả biểu hiện động kinh. Như thế mình phải tập huấn cho gia đình và các cái tổng viên y tế thôn bản, rồi thậm chí cho truyền thông cho những cái các cấp chính quyền ấy. Đấy. Ví dụ như một cái bệnh nhân đang phân liệt tái phát, nó có kích động gây rối, thì người can thiệp không phải là chỉ nhân viên y tế chúng ta không, mà phải có chính quyền. Chính quyền ở đây là cái gì, là bên công an, họ sẽ hỗ trợ để mà đưa bệnh nhân đi khám chữa bệnh chẳng hạn. Còn sau này chúng ta cũng phải có các cái gọi là các cái tổ, các cái gọi là đơn vị mà can thiệp khi có cái vấn đề ở cộng đồng, can thiệp giống như một số nước ấy, thì có đội 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 can thiệp khi có bệnh nhân như thế, thì họ sẽ có những cái đội họ sẽ can thiệp phối hợp với các cái cấp chính quyền, phối hợp với người nhà các cái để mà can thiệp bệnh nhân. Có thể bệnh nhân này phải nhập viện chẳng hạn thì phải nhập viện bắt buộc. Để thông thường thì chúng ta biết rồi, bệnh nhân tâm thần thì bao giờ họ cũng không ý thức được bệnh, và khi có cái tái phát thì mình phải, thậm chí là như vị ở bệnh viện trung ương chẳng hạn trước đây, bệnh nhân mà kích động ở nhà ấy, thì người nhà còn phải trói. Đấy, còn phải trói, còn phải còng, thậm chí là còn khóa cả số 8 để mà đưa đến đây. Thì như thế thì đấy là trường hợp trước đây là khi thuốc chúng ta chưa có thuốc, bệnh nhân cũng được điều trị tốt. Còn bây giờ chúng ta những cái thuốc chúng ta tốt rồi thì làm cho bệnh nhân chúng ta mới điều trị tại tại cộng đồng. Nói như vậy thì rõ ràng có những cái ở tuyến địa phương chúng ta hiện bây giờ thì như các bạn cũng biết rồi, nó các bạn làm sao mà tùy theo từng địa phương, hiện bây giờ chúng ta làm sao quản lý bệnh nhân tâm thần của chúng ta hiện bây giờ tốt được.
Cái thứ hai là sau này chúng ta để phát hiện sớm, chúng ta sàng lọc phát hiện sớm để mà đưa những người bệnh đến với các cái bác sĩ chuyên khoa để được chẩn đoán điều trị can thiệp sớm hơn nữa. Đấy, thì làm cho cái người bệnh được điều trị, được can thiệp sớm cũng như là nâng cao cái chất lượng ở cái cộng đồng của chúng ta. Ở tâm thần có hai vấn đề, một là kỳ thị, muốn tránh được kỳ thị thì phải nâng cao cái dân trí, rồi nâng cao cái quan trí nữa, đồng thời cũng nâng cao những cái kiến thức chuyên môn cho các cái nhân viên y tế của chúng ta. Chỉ có như thế phối hợp giữa cái truyền thông, dân trí ở đây người nhà người dân, rồi cho quan trí ở đây là các cái cấp chính quyền đoàn thể đấy, để họ tránh được kỳ thị của người bệnh và nâng cao cái chất lượng về cái năng lực chuyên môn của cán bộ y tế của chúng ta các cấp, từ trạm y tế xã đến huyện đến tỉnh chẳng hạn. Như thế thì có như thế thì đồng bộ, như thế thì chúng ta mới phát hiện sớm, can thiệp sớm cũng như điều trị duy trì cho người bệnh, từ đó mà giúp cho người bệnh như thế là sớm được hòa nhập vào trong cộng đồng, thì như thế mới giải quyết được vấn đề quản lý cũng như là điều trị và chăm sóc bệnh nhân tâm thần cộng đồng tốt hơn. Về cơ bản thì giảng viên cũng đã nói được qua như vậy, thì đối với cái bệnh nhân quản lý bệnh nhân tâm thần điều trị cộng đồng, nhất là trong cái giai đoạn chúng ta đang chuyển giai đoạn hiện nay, đây là những cái điểm chốt yếu. Thế thì về nội dung cơ bản sáng hôm nay thì giảng viên cũng đã truyền đạt được cái vấn đề cốt yếu. Thế thì sau đây thì xem thử các anh chị có câu hỏi gì, có cái gì chưa rõ thì các anh chị đặt câu hỏi và giảng viên sẽ trao đổi cùng với các anh chị để chúng ta nắm được vấn đề tốt hơn.